và anh chị, trong thời gian qua cô chú và anh chị đã đăng ký đồng hành và theo dõi nhà và Kim Thủy hàng ngày. Thì bên cạnh đó, Kim Thủy sẽ đáp lại là tin tưởng của cô chú và anh chị dành cho Kim Thủy, đó là sẽ có nhiều mẫu nhà mới thường xuyên và đặc biệt là những cái mẫu nhà giá rẻ. Và Kim Thủy đang đứng tại một cái lan can của một căn nhà giá rẻ, nhưng mà hiếm có một căn nhà giá rẻ nào mà được xây riêng biệt, có một mình thôi, không có chung ai hết á. Và căn nhà này sẽ cho mình một cái vị trí rất là thuận tiện, mình đi ra tuyến đường quốc lộ 1A khoảng tầm có 300m thôi, và đặc biệt gần chợ và những cái tiện ích xung quanh, chợ thì cũng kế bên có vài bước chân thôi. Cái lan can này sẽ mình bước vào, đó là căn phòng ngủ đầu tiên của căn nhà của mình. Thiết kế là một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh. Với căn nhà diện tích rất là rộng rãi, 4,5m và dài 9m, hướng nam, phù hợp với nhu cầu mình đang tìm nhà giá rẻ nhưng mà rộng nha. Nhà mình diện tích rất là rộng. Và căn nhà này trong thời gian vừa qua Kim Thủy cũng có những video review cho cô chú và anh chị rồi. Và với mức giá này bên Kim Thủy còn giảm sâu cho cô chú và anh chị để có một căn nhà như ý. Và với căn nhà này sẽ cho mình một cái khoảng không gian căn phòng ngủ đầu tiên rất là rộng và thoáng. Từ cái cửa sổ trổ ra về nhà mình, ở phía trong còn những căn nhà giá rẻ bên trong nữa. Nhà giá rẻ bên trong chỉ có 400 triệu thôi. Kim Thủy còn một căn 400 nữa, một căn 430 nữa. Mời cô chú và anh chị sẽ đi vào cái lối đi bên hông nhà. Đó, với căn nhà được xây riêng biệt thế này, đảm bảo cho cô chú và anh chị mình có sẽ có một cái nơi môi trường sống của mình mát mẻ, trong lành. Và đặc biệt nha, khu này mình ở rất là an ninh luôn. Chẳng hạn như căn phòng ngủ này đáp ứng được cho 2-3 thành viên ở thoải mái, và còn căn phòng kế bên nữa, nên nhà mình có nhiều thành viên. Nếu mà có ông bà lớn tuổi, cô chú và anh chị yên tâm, nhà mình có thiết kế một căn phòng khách và căn phòng bếp rộng rãi. Mình có thể thiết kế một cái giường để cho ông bà mình nghỉ ngơi ở dưới tầng trệt. Và với trang hoàng căn phòng ngủ này thoáng nhờ cái lan can nãy Kim Thủy đã chia sẻ. Và ở trên lầu thì có một căn phòng vệ sinh nữa nha, nên đáp ứng cho mình một căn phòng vệ sinh ở trên lầu, nó tiện để cho mình sinh hoạt. Và căn phòng ngủ thứ hai này vừa thoáng rộng, trần thì cao ráo thoáng nha, trần trên đây cũng là trần lau phong thạch cao luôn. Các một căn nhà giá rẻ mà được làm chỉnh chu từng những cái dàn cửa sắt lớp hai cánh, từ cái dàn cửa gỗ đó, khi mình bước vào dàn cửa thì rất là chắc và dày luôn á, đảm bảo cho ngôi nhà giá rẻ. Nhưng mà khi mình đến xem, mình sẽ hài lòng từng những cái chi tiết của ngôi nhà này đó, với gam màu cũng sạch sẽ. Và với căn nhà này, cô chú và anh chị khi mình ở đây, đảm bảo cho mình căn nhà được xây đất thổ cư 100%. Mình ở một căn nhà mình yên tâm nhất có thể và ở an cư lạc nghiệp. Vì xung quanh ở đây, như cô chú và anh chị biết là gần cái tuyến đường quốc lộ 1A, thì mình sẽ có đầy đủ công ty, xí nghiệp nè. Mà mình muốn đi làm ở hiện tại, công việc hiện tại của mình ở trên Sài Gòn thì dao động khoảng tầm có 25 đến 30 phút thôi, thuận tiện theo cái tuyến đường quốc lộ 1A. Và chi tiết của nhà mình còn dưới tầng trệt thì hôm nay Kim Thủy chia sẻ trên lầu trước. Đó, với một căn nhà giá rẻ, Kim Thủy xin chọn những cái view đẹp thì nhà mình view nào cũng đẹp cả, và dưới tầng trệt thì càng đẹp hơn nữa. Và đây là mặt diện của ngôi nhà được xây riêng biệt. Vâng, hiếm có một căn nhà giá rẻ, chỉ có hơn 800 thôi là mình sở hữu được căn nhà xây mẫu hiện đại sang trọng. Mẫu này như cô chú anh chị hay thấy những cái căn nhà mà sổ hồng riêng mà trong thời gian qua mà Kim Thủy đã chia sẻ với cái nhà hàng tỷ á. Nhưng những cái căn chất liệu của căn nhà giá rẻ này cũng giống y như cái công trình đó thôi. Nhiều khi những cái công trình đó bên Kim Thủy đặt sẵn cái mẫu rồi, chỉ cần di chuyển vào những căn nhà giá rẻ này để làm luôn. Và khu vực ở đây thì dân cư ở rất là đông rồi, vì đây là cái tuyến đường gần quốc lộ 1A, dân cư ở đông đúc và đặc biệt gần chợ nữa, nên khu vực này sẽ cho mình một môi trường sống không vắng vẻ bị buồn. Và ở đây rất là an ninh. Kim Thủy đang đứng trước một con đường. Đường này là đường xe ô tô chạy đến nơi nha. Cô chú và anh chị yên tâm, một căn nhà giá rẻ nhưng mà nếu mình di chuyển mà mình cần đặt taxi hay Grab, hoặc là mình di chuyển mà khi mà mình di chuyển đồ á, mình chuyển qua căn nhà mới á, thì mình đi xe đồ cũng dễ dàng. Ở đây thì đường hiện tại là đường đá xanh thôi, nhưng mà sắp tới thì sẽ nhà nước làm thì chỉnh chu. Đó là thời gian cô chú và anh chị với Kim Thủy cũng không có nói trước được khi nào. Ở đây thì dân cư ở đông ha. Hiện tại căn nhà của mình á, với cái mẫu cũng rất là sang đẹp nhất cái khu vực này luôn rồi đó, mặc dù nhà giá rẻ. Thì trong cái thời gian vừa qua, cô chú và anh chị cũng hỏi những cái mẫu nhà giá rẻ đường xe ô tô và thiết kế căn nhà rộng rãi 4,5m và dài 9m. Thì với căn nhà này sẽ cho cô chú và anh chị sở hữu được căn nhà rộng rồi, nhà đẹp rồi, đường xe ô tô nữa, khu dân cư ở thoáng, đã đông đúc, gần quốc lộ 1A nữa thì còn tuyệt vời gì bằng nữa. Đây, cái lối đi này nè là lối đi bên hông để vào những căn nhà giá rẻ bên trong.
thì Kim Thủy đã có những cái video giới thiệu những căn nhà giá rẻ bên trong rồi. 400 triệu để sở hữu được căn nhà giá rẻ trong kia. Còn căn nhà này, cô chú và anh chị yên tâm, giá tổng Kim Thủy sẽ báo ngay sau đây. Và với mặt diện của nhà vừa sang vừa đẹp, thiết kế là tông màu trắng đen với lan can nãy Kim Thủy mới chia sẻ ở trên kia, mát mẻ. Vì cái hướng nam là một trong những cái hướng mát mẻ nha cô chú và anh chị, không có sợ nắng sáng nắng chiều. Nhưng mà tùy vào cô chú và anh chị chọn cái hướng nữa. Nên kênh của Kim Thủy sẽ có nhiều nhà, nhiều hướng và nhiều cái giá để cho mình có nhiều sự lựa chọn. Vâng, Kim Thủy xin cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều đã chọn và tin tưởng nhà bên Kim Thủy, đã có những quyết định chính xác phải không ạ? Vì nhà cô chú và anh chị mua, thuận mua vừa bán thì rất là nhanh lẹ. Nhưng mà sau khi mà cô chú và anh chị sở hữu những cái căn nhà đó và mình muốn cần sự hỗ trợ thì bên Kim Thủy gọi cho Kim Thủy sẽ cố gắng hỗ trợ hết sức mình để cho cô chú và anh chị sở hữu những căn nhà yên tâm nhất nha. Và được sở hữu là căn nhà ngang 4,5 m, nên khi mà bước vào khoảng không gian phòng khách rất là rộng nha. Mặt diện cũng được ốp đá sạch sẽ hết rồi nè, nắng mưa không sợ bị dơ nè. Phía trước là có một cái ánh đèn để ban đêm mình thắp lên nó sáng khu vực phía trước. Dàn cửa mà bước vào nhà đó là dàn cửa sắt sơn si pha và kính cường lực đảm bảo an toàn. Nhưng mà thường cô chú và anh chị mình thấy dàn cửa này rất kín nè, chắc mình sợ không an toàn á. Muốn là yên tâm hơn, cô chú và anh chị mình làm thêm một lớp cửa sắt 4 cánh hoặc cửa kéo. Nhưng mà thường những khu vực Kim Thủy hay chia sẻ là đảm bảo cho mình không bị ngập nước và rất là an ninh. Đó là điều Kim Thủy chia sẻ rõ ràng trong video. Vì khi mà cô chú và anh chị đến xem nhà thực tế, mình sẽ cảm được cái khu vực của mình như thế nào. Chẳng hạn như cô chú và anh chị mình có thể nán lại những căn nhà bên Kim Thủy review để mình có thể cảm được xung quanh khu vực của mình như thế nào, để mình muốn yên tâm nhất, mình sở hữu được căn nhà cho mình nha. Và với khoảng không gian phòng khách này, wow, rất là rộng luôn, tha hồ để bộ bàn ghế nè, để mà có thể để vào giường xếp cho ông bà lớn tuổi như nãy Kim Thủy chia sẻ. Nếu mà nhà mình có nhiều thành viên và có người lớn tuổi, mình ngại lên cầu thang khó khăn, thì với khoảng không gian phòng khách này, mình có thể để một cái ghế nè, một cái giường lớn luôn nha, cho người thành viên lớn tuổi nghỉ ngơi và thừa hưởng ở cửa sổ thoáng mát. Cửa sổ này có hai lớp rồi, một nhà giá rẻ mà được làm rất là chỉnh chu, từ lớp cửa mở ra, lớp khung sắt an toàn chắc chắn. Gạch lót nền nhà mình là một loại đá bóng kính, kích cỡ là 60x60, tông màu trắng sạch sẽ. Với ngôi nhà thường mà mình hay đến mình xem á, thì nhà trống á, cô chú anh chị chưa hình dung được ngôi nhà mình nó đẹp và ấm cúng đâu. Khi mà mình về ở á, mình trang hoàng cho ngôi nhà mà rất là xinh. Thì mỗi người có một cái thiết kế là mắt thẩm mỹ khác nhau. Những cái công trình bên Kim Thủy thường á, có làm những cái nội thất để vào căn nhà của mình. Thì thường á, nhà đó sẽ tính vào cái giá bán và cộng giá nội thất nữa. Nhưng mà để cho cô chú và anh chị khi mà muốn nhà mới thì mình sẽ sở hữu những cái nội thất mới đó luôn. Thì thường bên công trình bên Kim Thủy sẽ có một cái quyền làm một combo tất cả những cái cần của một cái căn nhà đẹp. Nên cô chú và anh chị ơi, mình muốn có nhu cầu thiết kế nhà thế nào, muốn nhà trống mình mua xong, muốn có thợ thầy để thiết kế cho mình một căn nhà đẹp, cứ alo Kim Thủy, Kim Thủy sẽ hỗ trợ thợ cho mình. Trần nhà mình là trần lớp phong thạch cao, được đúc kiên cố, tông màu trắng, nhìn sang nổi bật, đèn lon, đèn led tiết kiệm cho nhà mình. Và chính giữa là một cái quạt trần, đó quạt là lưu thông gió rất là tốt luôn, có nhiều chế độ nha, để cho cô chú và anh chị có thể chọn để mình nghỉ ngơi ở căn phòng khách này cũng được. Và mình có làm một cái chỗ, cái bậc ngăn cách nữa, phòng bếp và phòng khách nè. Bậc này mà làm đá hoa cương rất là dày, mình có thể để những cái bình hoa và những cái cây thiệt luôn á, cây phát tài á, mình để đây, tô điểm cho ngôi nhà mà rất là xinh luôn. Và dưới gian bếp á, thì bên Kim Thủy cũng làm trần nè, được làm trần thạch cao luôn đó, những ánh đèn thắp sáng dễ thương. Và ở dưới tầng trệt thì như cô chú và anh chị thấy đó, rộng thoáng, nhờ thiết kế chỉ có phòng khách và phòng bếp thôi, và một phòng vệ sinh kế bên. Phòng vệ sinh này nha, mời cô chú và anh chị mình mặc dù tận dụng chân cầu thang, nhưng mà chân cầu thang này rất là lớn nên mình có bồn vệ sinh ở đây, đứng ở đây thì rất là thoáng. Và bồn rửa tay gương đầy đủ đã lắp đặt cho căn phòng vệ sinh sạch sẽ này. Cửa là cửa nhôm si pha, kính mờ chống rỉ sét rồi, mình yên tâm một căn nhà giá rẻ mà từng những cái nội thất này rất là chỉnh chu, như là một cái căn nhà mà hàng tỷ phải không ạ? Và với khoảng gian bếp rộng rãi thoáng, nhờ thừa hưởng thêm cái cửa sổ bên hông, nên chắc chắn những cửa sổ này không có bị bí theo thời gian, cũng như không có bị đóng lại nha. Vì bên kia là cái lối đi của tất cả những nhà giá rẻ đi, và có lối này để hướng ra đây. Vì cô chú và anh chị thường mình quan tâm những căn nhà hiếm, những cái căn nhà nào có thiết kế những cửa sổ như bên hông thế này, vì được thừa hưởng là dạng căn gốc thôi mới thiết kế được.
chứ thường thì nhà nhà lô san sát nhà như thế này là không có chỗ cửa sổ được. Và với gian bếp thiết kế chữ L gọn gàng dễ thương, ở dưới là một tủ nhôm, ở dưới là nhôm giả gỗ tông màu sạch sẽ đẹp, đây là lớp đá hoa cương, và chỗ này mình để một cái tủ lạnh hợp lý vừa ở khu vực này. Còn bồn rửa tay thì có rồi đó. Nếu mà công trình này cô chú và anh chị mình có thể làm từ bếp trên cũng được, nhưng mà Kim Thị đã thấy ở dưới rất là nhiều ngăn rồi ha. Nhiều khi mình làm ở trên thêm á, nhà cửa mình nhiều khi nó để đưa ra thế này nè nó bị choáng, nên Kim Thị đã thấy ở dưới đã đủ rồi cô chú và anh chị. Còn với mình trang hoàng cho ngôi nhà mình như thế nào cô chú và anh chị, khi mà sở hữu căn nhà này mình muốn tô điểm cũng như muốn thiết kế trang hoàng cho ngôi nhà mình thêm, thì mời cô chú và anh chị sẽ đến xem nhà và mình sở hữu nhanh căn nhà này nha. Vì đây là một căn nhà giá rẻ so với khu vực rất là nhiều, vì trong thời gian qua bên Kim Thủy căn nhà nào còn thì Kim Thủy sẽ nhanh chóng review lại căn nhà đó, hoặc là những công trình mới Kim Thủy sẽ cập nhật thường xuyên. Và những công trình này là do trực tiếp bên Kim Thủy xây dựng, và có những cái công trình mới mà Kim Thủy liên kết với anh em chủ đầu tư để cho công trình có nhiều sản phẩm cho nhiều cho mình có nhiều sự lựa chọn. Và đồng thời Kim Thủy có nhận ký gửi nhà bán nữa. Cô chú và anh chị mình đang có nhu cầu đổi một căn nhà lớn hơn, mình đang có nhu cầu chuyển nơi khác để mình ở chẳng hạn, mình muốn ký gửi lại, bên Kim Thủy sẽ nhận ký gửi. Và mình những cái thông tin nhà thế nào mời cô chú và anh chị mình gọi Kim Thủy theo số hotline trên màn hình để có thể trao đổi cụ thể thêm. Và với căn nhà diện tích 1.400m² và dài 9m, một trệt, một lầu, 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh, thích hợp cho gia đình mình ở được 4 5 thành viên thoải mái luôn. Và từ căn nhà mình di chuyển ra quốc lộ 1A có khoảng có 300m thôi, thuận tiện đi xe ô tô tới nơi luôn. Và cái điều quan trọng mà cô chú và anh chị mình đi mua một căn nhà, mình muốn ở an cư ổn định tại khu vực đó, chắc chắn phải gần chợ, gần những tiện ích xung quanh. Và Kim Thủy đảm bảo cô chú và anh chị yên tâm, những cái vị trí đất á, mà chọn mua một cái lô đất nào đó thì bên công trình bên Kim Thủy đã chọn rất là đẹp và kỹ, để khi mà xây dựng những cái căn nhà lên, dù là nhà giá rẻ hay những căn nhà hàng tỷ, thì khu vực đó phải là một khu vực đang phát triển và đầy đủ tiện ích để cho cô chú và anh chị đón nhận nhà nhanh nhất có thể. Vâng, với giá tổng của căn nhà này không phát sinh thêm chi phí nào cả, đó là giá 850 triệu. Vâng, giá này giá bên Kim Thị sẽ hỗ trợ bao sang tên. Nếu mà cô chú và anh chị đón nhận nhanh căn nhà này, bên Kim Thị sẽ bớt cái lọc để cho mình đón nhận một ngôi nhà như ý nha. Vâng, Kim Thị cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều đã dành thời gian để theo dõi nhà bên Kim Thị hàng ngày, chắc chắn sẽ không làm cho cô chú và anh chị thất vọng về những căn nhà mà bên Kim Thị chia sẻ. Vì nhà có rất là nhiều nhà và phân khúc nhà phong phú và đa dạng, từ nhà giá rẻ cho đến những căn nhà hàng tỷ, và có vị trí từ quốc lộ 1A cho đến quốc lộ 50 luôn, sẽ có nhiều nhà cho mình để mình khi mình xem nhà mình phải xem nhiều nhà mình mới chọn được căn nhà phù hợp cho mình. Vâng, Kim Thị cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi nhà bên Kim Thị. Và Kim Thị mến chúc cô chú và anh chị nhiều sức khỏe và sớm tìm được những cái căn nhà phù hợp nhất cho mình, và sớm nhất nha, để cho mình có một cái nơi mình an cư thì mới lập nghiệp. Vâng, Kim Thị xin chào và hẹn cô chú và anh chị ở những video nhà mới hơn.